Hello, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Shop Đồ Siêu nhé. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên hàng da, và đặc biệt hàng bên em thì sẽ là hàng chuẩn da thật 100%. Khi shipper giao hàng tới thì sẽ được mở ra kiểm tra cái sản phẩm mình đã đặt mua hàng các bác nhé. Bên em thì sẽ hoàn toàn là bao ship, khi shipper giao hàng tới kiểm tra thoải mái đúng mặt hàng, đúng sản phẩm, đúng mã thì mình nhận hàng giúp em nha. Lưu ý hàng bên em thì sẽ nhận cọc, nên bác nào mà mình thấy hợp lý này, thấy áo nào mình chắc chắn là mình hẵng mua nhé. Để đỡ mất thời gian đổi đi đổi lại cái đơn hàng của mình, rồi mình lại mất gọi là nhiều một thời gian nữa. Nên là lưu ý cho em, hàng bên em thì bắt buộc là nhận cọc, nên bác nào mình chưa mua hàng lần nào lưu ý cho em nha. Và hàng si thì các bác biết rồi, thực sự là cái hàng si thì nó không thể như hàng mới được đâu. Nên là nhiều khi các bác mua về mình phải giặt, vệ sinh, đánh si lại thì nó mới đẹp, mới gọi là mới ok, mình mới mặc được các bác nhá. Chứ không phải là hàng da, mà hàng da si này bác mua về là các bác mặc luôn đâu, nhất nó sẽ không thể là đẹp được. Tại vì hàng si này nói chung là phải nói rõ luôn, nói rõ ở đầu video luôn các bác nhá. Và nói chung là bác nào mình thực sự là kỹ tính, muốn đẹp thì các bác chơi hàng mới luôn. Nhưng mà nó sẽ không được gọi là như mấy cái áo hàng gọi là hàng châu Âu, hàng nước ngoài, hàng gọi là chuẩn hiệu, chuẩn hãng các bác nhá. Mấy cái này thì nói chung là hàng si thì người ta sẽ là luôn luôn là chuẩn rồi, chuẩn hãng của người ta rồi, không ai là gọi là bán hàng giả là gì cả các bác nhá. Đầu tiên thì sẽ lên cho bác con dòng sơ mi kiểu dạng cài cúc ấy. Con này thì sẽ là màu nâu vàng bò. Màu nâu vàng bò. Size này thì sẽ là trên 1m7 và dưới 1m8 không nhá. Trên 1m7 và dưới 1m8. Dòng cài cúc ấy, dòng cài cúc, tay là tay suông. Tay suông thế này. Tay sau lưng. Có túi nhét tay hai bên, da thì rất là mềm ấy. Da rất là mềm mại. Hàng bên em thì sẽ là chủ yếu là da bò và da cừu nhá, da bò da cừu. Đấy các bác nhìn cận chất da này, rất là mềm mướt luôn nha. Dòng cài cúc cũng nhé, dòng cài cúc. Cái mùa này hàng da nói chung là bán người ta bán mắc lắm, nhưng mà bên em bán vẫn vẫn nói chung là các nào mình mua hàng bên em thì sẽ biết rồi, bên em không hề là gọi là lấy đắt đỏ gì đâu, nói chung là bán vẫn cứ bình bình như mọi khi luôn. Hàng bên em thì hoàn toàn bao ship nhé, hoàn toàn bao ship. Mình sẽ phải cọc tiền lại, các lưu ý cho em, bác nào mình không cọc em không đi đơn đâu, em nói thật luôn, để tránh trường hợp là mình bom hàng mất công em lại phải ship đi rồi ship về mất thời gian. Áo này có mã là D143, tay 60, vai 44 và lưng 70, 65 70 kg, giá là 550 nhá. Đây cái hiệu của nó này. Mấy cái hàng này thì bác yên tâm là chuẩn hiệu nhá. Tại vì hàng si không ai vớ vẩn làm gì cả thôi. Có kèm một cúc dự phòng. Hàng này chắc là của Hàn thôi. Có nói chung là áo này thì nó sẽ có hướng dẫn đầy đủ chi tiết, có ví dụ như là giặt hoặc là người ta tránh cái việc gọi là dùng nước hay cái gì gì đó đây. Đây. Đó. Chất da thì rất là mềm mại luôn nha. Màu vàng bò, màu vàng bò. Đây, tiếp tục với trong một con áo size nhỏ nhé. Size nhỏ thôi. Con này form dao động từ khoảng 1m58 và dưới 1m65 thôi. Mấy cái áo form này thì thường là nó không cài cúc, không cài khóa đâu. Cái khóa thường cảm giác nó rất là nhẹt ngột ngạt luôn thôi, nhưng em gầy gầy mà cảm giác rất là ngột ngạt, nên thường là mấy cái mẫu này thì mình không nên cài khóa nhá, nhìn cho nó thoải mái với lại nhìn nó men lì hơn. Đó, thì mình có thể là mặc kèm hoặc là mấy cái áo gọi là áo khoác mỏng hoặc là áo len cardigan hoặc là áo form. Tay của nó thì sẽ là tay cúc bấm. Đó, màu này rất là đẹp luôn thôi, ở ngoài nó rất là bóng mướt quá nhá, sờ rất là mướt luôn. Đấy, không khác gì cái hàng mà nói chung là hàng các bác đánh si hấp dưỡng lại rồi này. Đó, chất lượng này. Tay cúc bấm thôi, tay cúc bấm này. Tay cúc bấm đây. Dòng là dòng cổ trụ nhá, dòng cổ trụ. Dòng cổ trụ size nhỏ ấy, con này là size nhỏ. Đằng sau lưng này. Size nhỏ về nha. Cái áo này đặc biệt thì sẽ không dành cho nào mà mình người vai đô hoặc là người đô đâu các nhá. Ở dưới thì sẽ có một cái phần đai này. Nói chung là khi bác nhận với tay thì nó rất là mướt luôn, mềm mướt cực kỳ. Còn bác nào mình muốn gọi là cái áo thật sự là mềm mại như hàng da cừu thì mình nên mang ra tiệm nhờ người ta gọi là có một người ta sẽ có một cái loại chất dung dịch kia là dưỡng để nó mềm mại, mềm cực kỳ luôn, mềm như hàng là cừu luôn á. Nhưng mà nói chung là mấy cái hàng này thì nó phải mặc kiểu hơi gọi là form kiểu men lì một tí, nên bác nên để cái kiểu dáng như vậy nha. Áo này là hiệu Tommy nhá, hiệu Tommy. Đầy đủ cái gì, đầy đủ hiệu của nó đây này. Size nó là size M thôi. Size M giá là 485.000. Dao động từ khoảng 48 đến 55 kg. Áo này đặc biệt thì sẽ không dành cho bác nào mình có bụng to các bác nhá. Mã là D161, tay 60. Vai đặc biệt chỉ có 43 thôi. Vai 43 thôi nhá. 48 đến 55 kg, có kèm túi bên trong.
da nó đẹp lắm ơi, mứt cực kỳ luôn nha, may khâu rất chắc chắn. Ta tiếp tục một mẫu hàng hàng da phối với lại lông thú vậy. Hàng da phối lông thú, đặc biệt cái hàng này thì thực sự nhiều bác còn bảo là hàng da giả da rồi thế này thế kia, thì thực sự là mấy bác đấy nó không chuyên về da rồi. Thực sự là như vậy, tại vì hàng bán lâu rồi không cần phải bán giả da làm gì mất thời gian. Mà thực tế thì bán giả da thì bán hàng si mà có mấy trăm ngàn làm gì bác, không hề có tí lời nào luôn, mất thời gian nữa. Đó, hàng bên em thì nói chung là vừa rẻ vừa chất lượng. Nhưng mà các bác đặc biệt một điều gọi là điểm là khi mình mua về mình bắt buộc phải là giặt vệ sinh bằng xi lắp dưỡng hoa thì nó mới đẹp, ok. Form này sẽ dao động từ khoảng 1m58 đến 1m65 nhé, 1m58 đến 1m65. Màu nó sẽ như thế này, chuẩn trên video. Hàng có như thế nào thì sẽ quay y như vậy. Hàng nói chung là sẽ không bóng mướt như những shop khác đâu. Những shop khác người ta mua về người ta sẽ giặt, đánh xi, hấp dưỡng lại rồi ủi phẳng lì. Và người ta sẽ lấy cái giá gọi là phải gọi là ngất ngưỡng trên trời luôn. Nhưng mà đặc biệt thì em thì luôn để gọi là y như vậy luôn, không hề gọi là nói chung là thường là mình mua về mình tự làm thì cái giá nó vẫn sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thường là ví dụ như người ta lấy một con áo khoảng 1 triệu nhưng mà mình làm thì khoảng chỉ khoảng mất 500 gì đó thôi. Rẻ rất là nhiều nên là thường nhiều bác thì sẽ thích là mua về mình tự làm ha. Áo này có mã là D125, tay 60, vai 49 và lưng 63 nhá. 585.000, 60-70 kg. Vào cái dịp gọi là mùa thu đông lạnh như thế này chỉ có chuộng cái dòng này thôi ơi. Chuộng dòng này cực kỳ, vừa đẹp vừa ấm áp. Bên trong thì dạng như kiểu là cái lông cừu nhá. Bên trong thì dạng như lông cừu như thế này. Hàng rất chi là có hạn luôn. Đó, cái áo lông cừu này em không có số lượng nhiều đâu nhá. Mỗi đợt em chỉ có mấy cái thôi. Cái tay này mình sẽ xả nó được hết nhá. Đây. Cái tay của nó ban đầu thì nguyên bản thì sẽ là xả như thế này. Xả nó như thế này. Bác nào mình thích tay ngắn thì mình sắn lên cho nó đẹp thôi. Đây, ngoài gọi là cái thịt mà thu đông, ngoài cái dòng gọi là áo phối với lông thú ấy, thì mình có thể chọn cái dòng hàng mang tô như thế này. Vào cái dịp gọi là đông lạnh lạnh như thế này mình chỉ gọi là chuộng nhất là mấy cái dòng như thế này. Nó vừa to vừa dài, vừa giữ ấm vừa giữ nhiệt. Mình có thể là mặc kèm thêm một cái áo gọi là cardigan hoặc là áo khoác mỏng bên trong và choàng cái áo này bên ngoài. Lưu ý cái dòng này thì sẽ không phải là mặc ôm sát đâu. Cái kiểu dáng đó là dáng to, dáng rộng nhá. Dáng to, dáng rộng. Cái này form thì sẽ là trên 1m7 thôi. Trên 1m7 là được không nhá. Trên 1m7 dòng dáng dài. Dòng manto ấy, dòng manto. Đặc trưng của dòng manto thì sẽ có dây rút eo như thế này. Dây rút eo chất lượng da thì rất là xịn và VIP luôn nhá. Chất lượng của hàng da, gọi là hàng da manto thì những shop khác bán rất là mắt đắt đỏ luôn nha. Đặc biệt bên em thì hàng vest. Hàng vest và hàng manto thì một trong hai dòng bán gọi là giá rất chi là hợp lý luôn. Tay sau lưng này. Cái áo này thì sẽ là vừa khóa vừa cúc bấm luôn nhá. Vừa khóa vừa cúc bấm. Vừa khóa vừa cúc bấm, hai trong một kiểu dáng cổ bể. Có túi nhét tay, có túi hộp. Nói chung là mấy cái hàng này nhìn trên video thì nó hơi nhăn, thực tế thì nhìn hơi xấu rồi. Nhìn hơi xấu thật nhưng mà mình mua về mình chịu khó là mình giặt ủi đi là nó đẹp ngay nha. Thương hiệu này, sản xuất này. Giá này là 450 thôi, 450. D141, tay 57, vai 47 và lưng 77, 70 đến 80 kg. Cái đợt này các bác sẽ thấy là em rất ít khi quay cái dòng vest với dòng manto luôn. Tại vì hai cái dòng này thực sự là đang rất là hiếm hàng nhá, cực kỳ là hiếm. Tại vì cái dịp mùa đông này ngoài cái áo mặc phối lông ấy thì một cái dòng như thế này người ta chạy rất gọi là bán rất là chạy luôn á, không có hàng để bán luôn. Nên bác nào mình thích cái dòng này mình chốt nhanh với em nhé, sản xuất tại Hàn, tem tác đầy đủ. Đây, tiếp tục một con áo size nhỏ nữa, size nhỏ 1m58 khoảng 1m58 và dưới 1m65 nhé. 1m58 và dưới 1m65. 1m65 thì sẽ mặc chuẩn như mẫu luôn. Dòng cổ trụ, con này thì sẽ kiểu có kiểu dạng kiểu trần vai như thế này. Đó, trần vai như thế này, dòng cổ trụ mặc rất là men, size nhỏ thôi, con này là size nhỏ. Mấy con áo này nó thuộc dòng là size S, size M đấy bác, size nhỏ thôi. 1m58, 1m65. Đó, 1m58, 1m65 ha. Size nhỏ. Tay nó là tay khóa kéo thôi. Tay là tay khóa kéo như thế này. Chất lượng da rất là thoải mái, mặc rất là ok nha. Có bác nào mà mình thích mặc mềm mại như hàng da cừu thì mình nên mang ra tiệm cho nó dưỡng lại, có một loại người ta có một, gọi là có một cái loại chất dưỡng cho nó mềm. Nhưng mà thường là cái dòng cổ trụ này em nói thật là mình phải mặc có những cái độ cứng cáp một tí thì nhìn nó mới men cơ.
À, sau lưng này. À, sau lưng như thế này cũng nhé, size nhỏ luôn. Áo này là áo size nhỏ. Và nó nói chung là nó dao động khoảng size S, size M thôi. À, 48 đến 55 kg, không dành cho nào mình có vai đô, bụng đô, à, bụng bia nhé. D165, 64, tay 58, vai 40 và lưng 60. Giá chỉ có 385 ngàn thôi. 385 ngàn. Mấy cái dòng áo này mua về chủ yếu là mình ủi cho nó phẳng thôi nhé. Ủi cho phẳng. Lưu ý hàng da thì sẽ không giặt như hàng hàng quần áo bình thường thôi. Không giặt như quần áo bình thường. À, khung giờ em lên thì sẽ là thường là 11 giờ trưa. Mình có thể là vào video và chốt đơn không nhé. Đây, tiếp tục một con áo dáng tròn. À, áo dáng tròn, dáng dài. À, con này thì nó sẽ bị lỗ một tí nên em bán giá chỉ có 200 mấy thôi. 200 mấy luôn nhé. Có thể là mua về mình mặc vào mùa đông. Tròn ở bên ngoài. À, mặc rất là ấm. Vừa khóa, vừa cúc bấm ấy. Size rất là to, bác nào mình có bụng bia hoặc là cỡ lớn, cỡ đô ấy, mặc mấy con này rất là ok. Và da của nó thì rất là mềm mại luôn đó nhé. Cực kỳ là mềm mại. Hàng trên video như thế nào nó khi nhận về tay cũng sẽ y như vậy. Tại vì số lượng mỗi áo thì chỉ có một thôi. Hàng si không có hai cái đâu ơi. Hàng si không có hai áo đâu nhá. Da rất là mềm, tay suông. Đó, tay là suông như thế này, da nó mềm lắm. Mặc rất là thích, cổ là cổ cao. Cổ cao như thế này. Đó, cổ cao như thế này, size to nhá, size to. Áo dáng tròn dành cho bác nào mình người vừa đô vừa to. Để chốt áo này. Đây, cái áo này thì nó bị một lỗ ở đây này. Đó, nên là em có quay rõ rồi nhá. À, bán với giá rất là rẻ luôn. 200 mấy thôi nhá, 200 mấy mà chất lượng da rất là ok luôn. À, mua về mình có thể là đánh xi nó lấp lại cái đấy là ok nhá. À, cái hiệu của nó này nhìn rất là VIP luôn. Mã là D144, giá 250 thôi, 250 ngàn. Thực sự là nguyên một con miếng da to đùng như này. Đấy. Rất là to luôn nhá, rất là to luôn đó. Mà có 250 ngàn thôi. Size là 80-85kg. Còn bác nào mà mình thích mặc choàng thì khoảng 75-80. Tay 60, vai 53 và lưng 88. Mấy cái thông số này không phải tự nhiên mà em ghi lại đâu nhá. À, nên để các bác nào mình mua hàng mình nên đo kích thước vai, tay, lưng. Hoặc là đo áo khoác hoặc là mấy cái áo mình mặc. Để có thể là khi mà mua mặc, gọi là khi hàng nó về tới tay mình ấy, thì mình sẽ mặc đẹp nhất, hợp nhất. Đỡ mất thời gian hoàn đi hoàn lại, đổi trả, mất thời gian. Đây, một mẫu áo vest. Hôm nay thì số lượng vest không có nhiều luôn. Số lượng vest chỉ có 2-3 cái thôi. Áo này thì sẽ là dòng 3 cúc cài. Dòng 3 cúc cài giúp em. Màu là màu gạch, màu này đẹp lắm. Độ mới thì gọi là hoàn chỉnh luôn. Độ mới hoàn chỉnh luôn nhá, da mềm. Thường dòng vest thì sẽ là da cừu ấy. Dòng vest thì sẽ thường là da cừu. Có một cái túi nhỏ trên này để có thể là đựng. Nói chung cái mùa cưới thì các bác có thể là đựng bông hoa ở đây. Hoặc là đựng cái khăn tay, nhìn rất là sang và đẹp. Dòng 3 cúc cài. Đó, 3 cúc cài như thế này. Có túi hộp hai bên nhá, có túi hộp hai bên. Đây, sau lưng này. Đó, sau lưng với nhau nhá. Size con này cũng là size dáng hơi to đúng không? Dáng hơi to nha. Cái dòng vest này mình mặc chuộng nhất là mình phối với áo sơ mi đúng không? Màu gạch đẹp cực kỳ luôn, độ mới hoàn chỉnh luôn nhá, da mềm, độ nhăn ít, độ nhăn siêu ít luôn. À, sau lưng này. Đấy, da rất là xịn. Giá là 585 ngàn, 80, 85kg. Có bác nào mà mình thích mặc rộng thì khoảng 75-80. D142, tay 58, vai 50 và lưng 77. À, lưng 77 nhá, lưng 77. À, form thì nói chung có cứ trên 1m thôi. À, ở đây thì sẽ có cái cột tác không ta? Cái áo này thì em không thấy tag rồi. À, thường là mấy cái áo thì nó sẽ có cái tag, ví dụ như hướng dẫn sử dụng cho bác luôn. À, áo này thì các bác cứ trên 1m7 và dưới 1m8 nhé. Trên 1m7, dưới 1m8. Đây, tiếp tục một mẫu hàng phối lông đúng không này, hàng phối lông. Đặc biệt cái hàng này thì cái chất da của nó sẽ hơi khác với hàng da kia đúng không nhá. Nhìn cái da này thì nó cảm sờ nó sẽ rạm tay hơn là cái dòng da kia. Mấy cái dòng da kia thì nó sẽ mướt mềm hơn, mướt hơn ha. Đấy, cận chất như thế này. À, tay thì sẽ là tay dáng dài. Tay dáng dài nhưng mà mình sắn lên nhìn cho nó đẹp, nhìn sắn lên cho nó đẹp và nó ấm áp nha. À, form dao động từ khoảng 1m6, 1m6 và dưới 1m68 thôi, 1m6 đến 1m68. À, thích mặc cao hơn một tí thì 1m7. Nó chênh nhau khoảng 2cm thôi, nhưng mà nhiều bác lưng dài thì nó sẽ cảm giác là mình sẽ mặc cả cục lưng ngay. À, nên bác nào mình không thích mặc cục lưng thì mình nên đo cái phần lưng của mình là dài bao nhiêu nha. À, kiểu dáng cổ bẻ mặc rất chi là mùa đông ấm áp luôn.
Nói chung là thời gian này thì mình mặc từ bây giờ đến mùa Tết, dịp Tết luôn ấy. Thường là một miền Bắc thì dịp Tết thì vẫn đang rất là rét, cực kỳ rét luôn ấy. Ở dưới thì chỉ có đai này, con này rất là chất lượng. Cái tiếng kêu của cái đai này rất là nghe rất là đã luôn quá nhá. Đó. À, bên trong thì vẫn sẽ là full lông thế này, full lông nha. À, một con hiệu này. À, một con hiệu rất là VIP luôn nha. Bác nào mà mình muốn gọi là tìm hiểu xem cái con này có VIP như thế nào thế này kia thì có thể là thử search cái thương hiệu của áo. Đó, tra trên Google. À, người ta sẽ có giá tiền rồi mức giá luôn. Áo này có mã là D121, tay 60, vai 50 và lưng 64. 70 đến 80 kg, 685.000. Bác nào mà mình xài Zalo thì mình nên chụp lại cái mã như thế này, gửi qua bên Zalo em sẽ chốt hàng rất là nhanh, tiện lợi. À, tiếp tục một mẫu dòng manto này, con này dày dạn xịn lắm rồi, dày dạn xịn cực kỳ luôn nha. Vừa khóa vào sẽ có một cúc bấm trên và một cúc bấm dưới nhé. Có túi hộp này, có túi hộp này, chất da rất là mềm mại, mặc thoải mái, kiểu dáng là choàng nhé, kiểu dáng choàng. À, thường là các bác dân miền Bắc thì sẽ chuộng mấy cái áo này hơn, tại vì ở ngoài đấy thì thời tiết nó lạnh, mình mặc cái dáng dài này thì nó cũng đỡ một phần gió hoặc là rét mất rồi. À, chất lượng da này. À, mua về mình ủi ra nó phẳng như thế này, nhìn đẹp lắm. À, nói chung là hàng nó bị ép kiện nên nó hơi nhăn thôi, nhìn áo nhăn nhăn một tí thôi, nhìn cũng không được ấy lắm. À, tay thì sẽ là cúc, hai nấc cúc như thế này, kiểu dáng cổ bể màu đen. À, màu đen, dáng là dáng choàng, dáng choàng. Mấy áo này thì bác mặc áo len hoặc là áo phao gì bên trong mà mình choàng hay bên ngoài thì vẫn ok hết nhé, tại vì form là form dáng to thôi. À, và sẽ có đai, à, có cái đệm, đệm ở phần vai như thế này, đệm phần vai. À, áo dáng dáng da dáng manto như thế này có cứ trên 1m7 là được nhé, trên 1m7. Áo có mã là D145. Mua hàng các bác chịu khó là mình xem kỹ cái phần mã để tránh trường hợp là nhầm sang mã khác. Đúng nhá. D145. Tay 60, vai 50 và lưng 80, 450. Thấy cái hiệu nó đây không nhá. Đó, 70 đến 85 kg. Bên trong thì sẽ có lót vải dù và có kiểu chạm kiểu họa tiết như thế này, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, đẹp cực kỳ luôn này. Chú trọng từ bên ngoài và bên trong luôn. Áo này chắc là của Hàn được các bác nhá, chắc của Hàn rồi. Đây, tiếp tục một mẫu sơ mi cũng này, một mẫu sơ mi nhá. Ở dao động từ khoảng 1m sang này, size nhỏ thôi, size nhỏ thôi nha. À, dao động khoảng 1m58 đến 1m dưới 1m65. À, 1m58, 1m65 luôn nhá. À, có bác nào mà mình thích mặc ngắn một tí thì khoảng 55, nhưng mà dài quá, thường 55 thì nó hơi dài đấy, thì có chỉ khoảng 1m58 đến 1m65 thôi. Chất lượng da rất là mềm, kiểu dáng là cổ trụ, kiểu dáng cổ trụ. Có một túi khóa ở đây. À, có một túi khóa ở đây nha, có một túi khóa. Tay là tay khóa kéo, chất lượng da rất là mềm mại. À, các bác lưu ý hàng si mình mua về mình phải đánh si lại nhé. À, nếu mà áo nào mình cảm thấy nó hơi sờn quá thì mình nên đánh si lại ha, tại vì giá thì chỉ có mấy trăm ngàn thôi, mấy trăm ngàn mà mua được con hàng da gọi là hàng chuẩn hiệu chuẩn hãng ấy. À, đây chất lượng da này rất chi là xịn sò luôn. À, con này chắc là hàng da bò đúng không? Hàng da bò thì có nguyên con bò ở đây. À, mã là D150. D150, tay 60, vai thì chỉ 40 thôi. Vai dành cho bác nào mình vai gọi là không có cơ bắp hoặc là không có đô đấy. Lưng 60, 485.000, 60 đến 65 kg. 60, 65 kg, áo này thuộc dạng là size L đấy bác, thuộc dạng size L. Bên trong lót vải dù. À, tiếp tục một dòng của manto cũng này, dòng của manto đấy thôi nhá. À, dòng là dòng dáng dài, dáng tròn, à, form to. À, áo này thì nói chung là cũng phù hợp cho những bác nào mình có bụng bia hoặc là người mình cao, mình to, khó chọn áo ấy, thì mình phải chọn mấy dòng này. À, size to, đẹp, hàng da thì nói chung là như con này thì quá là VIP rồi. À, nguyên gọi là da to đùng, một miếng to đùng như thế này. À, mà giá cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Da nó mềm mại lắm, da nó mềm cực kỳ luôn này. Mềm, siêu mềm luôn, mặc rất thoải mái luôn. À, dòng là vừa khóa vừa cúc cài, vừa khóa vừa cúc. Đây cái cúc nhìn rất là chất lượng luôn này, xịn chưa? À, siêu xịn sò luôn nha.
size là size lớn, các bác cứ trên 1m7 nhé, trên 1m7. Đó, size to, size lớn, da thì mềm mại. Thực sự là các bác mà chơi một cái hàng manto này thì các bác thực sự là sờ cái chất lượng da của nó rất là đã luôn. Sực cực kỳ xứng đáng đồng tiền mà giá nó rẻ kỳ luôn các bác ơi. Giá chỉ có mấy trăm ngàn một áo thôi. Áo này là giá khoảng 385 này, 385 ngàn đã bao gồm phí ship rồi, không hề tính thêm các nhé. 70 đến 90 kg, D153, tay 58 này, vai 53 và lưng 80. Lưng dài thôi, lưng dài. Con này là của Pakistan nhé. Pakistan. À, tem tác đầy đủ này. Đây tiếp tục một mẫu hàng size nhỏ luôn. Size này thì khoảng 1m58. 1m58 đến 1m63 thôi. 1m58, 1m63. 1m65 nhìn hơi cộc thôi. 1m65 nhìn hơi cộc thôi. Đó, khoảng 1m58 đến 1m63 nha, dòng cổ trụ. Dòng cổ trụ nhá, dòng cổ trụ size nhỏ. Con này các bác mua về cùng lắm chỉ cần giặt và ủi thôi. Giặt và ủi thôi. Chứ cái độ mới nó rất là cao nhá. Đó, còn vẫn còn rất có một cái độ óng óng mượt mượt này. Tay thì sẽ là tay cúc bấm á. Tay cúc bấm. Dòng cổ trụ có túi khóa một bên. Đó, có túi khóa một bên này. Đó, size nhỏ. Thường mà cái dòng này các bác không nên cài khóa nhé. Theo em thì mấy cái dòng này thì mình nên để suông như này nhìn nó sẽ đẹp và men hơn. Đẹp và men hơn ha. Size nhỏ thôi ơi. Đấy, bác nào mà mình người nhỏ có chọn đồ này, chốt nhanh mấy cái áo này cho em nhá. Mấy cái áo size nhỏ này lâu lâu em mới có đấy. Size nhỏ lâu lâu mới có. Mấy cái áo này thì tương đương với size S hoặc là size M đấy. Cái hiệu nó nhìn VIP chưa con này. À, một con thương hiệu rất là nổi tiếng luôn á. 48 đến 55 kg, không dành cho nào mình có bụng to và không có vai đô. D162. D162 485.000, tay 57, vai 40 và lưng 60. Lưng 60. Tiếp tục một mẫu vest nữa này, một mẫu vest, dòng này thì sẽ là dòng hai cúc cài màu nâu đất, thời lượng hơi dài nên bác nào mà mình không thích mẫu nào hoặc là không đúng chiều cao cân nặng của mình thì mình có thể là tua nhanh. Và khi đến cái áo mà mình thích rồi, ưng rồi thì các bác chịu khó là mình xem 1-2 lần rồi hạng chốt để đỡ mất thời gian hoàn đi hoàn lại hoặc là đổi đi đổi lại cái áo. Cái chỗ này thì sẽ là giả túi thôi nhá. Chỗ này là giả túi thôi. Dòng cổ bẻ màu nâu đất, hai cúc cài. Có túi hộp hai bên. Dao động khoảng 1m65 đến 1m73 nhá. 1m65 1m73. Đó, 1m65 thì sẽ mặc chuẩn y như mẫu. Còn bác nào mình có vai thì nó sẽ hơi chênh một tí thôi. Có vai thì sẽ chênh một tí. Tay thì sẽ là tay suông màu nâu đất các nhé, màu nâu đất. Đây sau lưng con này màu nâu đất các em nhé, đằng sau thì sẽ có sẻ vạt nữa nhé, sẻ vạt dễ di chuyển dễ đi lại. Này ngon bên trong này. À, cái thương hiệu của nó đây các nhé, có túi cúc, có túi cài cúc. 485.000 cho một con dòng vest các bác, giá rất là hợp lý luôn nhé. 65-70 cân, 1D147, tay 58, vai 46 và lưng 72. Lưng 72. Ta tiếp tục một con mẫu sơ mi màu kiểu màu rêu nhé, màu rêu. Form 1m68 đến 1m75, 1m68 1m75. Lưu ý bác nào mình lưng dài thì mình phải đo cái phần lưng của mình để mình đỡ bị hoặc bị cộc lưng không nha. Chịu khó là mình nên đo kích thước vai tay lưng của mình. Dòng này thì sẽ là dòng cổ trụ như thế này. Đó, và sẽ có cái phần đai cúc như thế này ở đây. Đó, đai cúc này. Đó, đai cúc nó bấm ở đây các bác. Đó. Đó. Màu là màu kiểu màu rêu rêu nhá, màu rêu rêu đấy. Đó, tay là tay cúc bấm ấy. Tay cúc bấm. Đó, nhìn cái cúc nó rất là độc lạ luôn các ơi. Đó, chất lượng da vẫn rất là mềm mại nhá, chất lượng da mềm mại. Đây, sau lưng này. Đó, người ta may rất nhiều đường chỉ may luôn nha. Lưu ý hàng si thì nó không như hàng mới đâu. Nên là bác nào mình kỹ tính thì mình mua về mình phải đánh si hấp dưỡng lại cho nó đẹp, nó hoàn chỉnh nhất. Tại vì cái giá nó rất là mềm, nó thực sự có mấy trăm ngàn thôi. Có mấy trăm ngàn một áo thôi, quá rẻ luôn á. À, cái hiệu của nó đây quốc nha. Giá này là 400.000, D154, tay 60, vai 47 và lưng 70, 70 đến 75 kg, bên trong lót vải dù màu xanh.
Tiếp tục là một mẫu phối với lông lông cừu này. Thực sự là hôm qua lên video mà thực sự là không còn một cái áo nào luôn đúng không? Bán rất chi là chạy. Tại vì cái thời tiết mà lạnh lạnh như thế này thì rất là nhiều bác chuộng hàng da luôn. Và cái giá thì bên em thì bán rất là hợp lý. Có sao nó vậy, thằng thật nói chung là thật quá. Rất là nhiều bác mến hộ luôn nhá. Tại nhiều shop thì người ta bán cái giá vừa đắt này, vừa tính tiền ship này. Nhiều khi hàng có lỗi như thế nào người ta còn không báo cơ. Để các bác đặt mua hàng rồi mất cũng mất công ấy. Hàng bên em thì nói chung là như các bác biết rồi. Hàng có sao báo vậy. Đấy, không thèm mở ấy đâu. Giá thì cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Từ hàng si hàng mới đều bán với giá rất chi là hợp lý. Mình nghĩ là sắn tay lên để nó có thể là lộ một ít cái phần lông như này. Cái lông của em này thì thuộc dạng như là lông cừu nhá. Bên trong thì sẽ là full luôn ấy, full lông. Kiểu dáng của em nó thì dạng như kiểu là dòng sơ mi nhá. Kiểu dáng của em nó thì sẽ là dạng sơ mi. Da chất da của em này thì sẽ như thế này. Đấy, toàn bộ áo đều như vậy đâu nhá. Toàn bộ áo đều như thế này. Đó, màu thì nó thiên về kiểu màu cũng là màu kiểu màu nâu nâu đất đất ấy bác. Nâu nâu đất đất. Và cái này thì nó có một cái kiểu đệm ở vai hay sao ở hai bên luôn nha. Ở hai bên luôn á. Cái thương hiệu của nó luôn này. Thương hiệu vừa là cái miếng da luôn. Bác nào mình không tin tưởng mình hay là cắt một ít ở đây này. Mình test thoải mái luôn nhá. Mã là D124, tay 58 này, vai 53 và lưng 66, 70 75 kg, giá là 685 ngàn. Giá là 685. Đây một con manto con này thì độ mới thì phải gần như là gọi là gần như hoàn chỉnh luôn quá. Đấy, không khác gì hàng mới luôn. Độ mới vẫn còn óng mượt như thế này. Đấy, không hề lỗi lầm gì luôn nha. Đấy, đường may thì rất là ok. May kiểu dáng hình thoi này. Rất là công phu tỉ mỉ luôn. Đấy, thực sự là một con áo mà được như con này thì quá là hiếm nhá. Hàng si mà được một con độ mới gọi là hoàn chỉnh như thế này thì rất là hiếm luôn. Kiểu dáng túi này. Đấy, kiểu có kiểu dáng kiểu có cột như thế này. Đấy, đằng sau thì có kiểu dáng nó thắt luôn này. Đấy, rất là kiểu luôn. Ở đâu rồi? Ở đây con này. Đấy. Hàng rất là đẹp nhá, màu thì sẽ là màu nâu, nâu đất thôi, màu nâu đất. Size này thì sẽ là trên 1m7 thôi, trên 1m7. Dày dặn cực kỳ luôn á. Có thể là nới cái này ra cũng được, nới ra cho nó thẳng thì mình có thể là tháo cái chỗ này ra nhá. Tay thì sẽ là tay cúc, có hai nấc cúc như này. Vừa khóa vừa cúc luôn. Nó thì cảm cái áo này thì sẽ nó sẽ là kiểu hai màu, một thì sẽ là màu nâu nhạt và cái phần cổ này, cái phần bể cổ này thì sẽ là màu nâu đậm thôi, màu sẽ là màu nâu đậm. Sau lưng này. Áo rất chi là đẹp luôn. Con này bác nào mình mua về hoặc săn về này, không khác gì hàng mới luôn nhé. Không khác gì hàng mới luôn. Đây phần vai này, rất là tỉ mỉ công phu luôn. Giá là nói chung là cũng sẽ hơi chinh một tí, nhưng mà các bác sẽ thấy là khi mà mình nhận về tay, vừa dày dặn là một, hai là độ mới rất là cao, siêu cao luôn á. Sẽ có túi khóa rất là nhiều mẫu túi luôn. Túi trên túi dưới luôn bác ơi. Đây cái hiệu của nó này con này, hiệu của nó đây nha. Mã là D156, tay 60, vai 50 và lưng 77, 70 thì 85 kg, dòng manto. Có dây rút eo, 585 ngàn. 585, vừa là cái miếng da vừa là thương hiệu của nó luôn nha. Có dây rút eo đằng sau nhá. Vừa khóa bên trong có túi trong luôn quá, có túi trong. Đây, tiếp tục một con sơ mi, một con sơ mi màu nâu. Con này thì cái phần tay của nó thì dạng là kiểu dạng đây con này, kiểu dạng chun như thế này. Cả cái phần viền cổ trong cũng vậy luôn nhá, và cả phần viền cổ trong kiểu thổ cẩm trên này. Áo rất là kiểu thổ cẩm luôn, màu là màu nâu, chất lượng da mềm, tay cúc bấm. Tay cúc bấm bác nào mình có thể là mặc hai kiểu luôn ạ. Hai kiểu trong một áo luôn này, vừa gọi là vừa thun vừa kiểu dạng thun luôn. Dạng thun gân quá, kiểu dạng thun gân, vừa là da luôn, hai trong một và một áo luôn nha. Đây phần sau lưng này. Đó. Dòng cổ trụ nhé, dòng cổ trụ như này. Dòng cổ trụ như này thôi. Đó, màu nâu ấy, màu nâu. Đó, có túi nhét tay. Đó, kiểu dáng rất là đẹp luôn nha. Cái phần tay của nó thì sẽ là như thế này với em nhé. Tay của nó thì sẽ không phải là bằng da đâu, lưu ý cho em ha. Đây, đằng sau này. Nhưng mà lâu lâu mình nên mặc một con áo kiểu một tí, phá cách một tí, nhìn cho nó độc lạ. Chứ nhiều lúc mặc một áo kiểu giống nhau quá thì nhìn nó hơi trùng lặp. Áo này cũng bán với giá hợp lý thôi, 485 ngàn. D158,
tay 60, vai 49 và lưng 65, 70-75kg, 70-75kg thôi. À, có túi cúc này. Form này thì sẽ dao động từ khoảng 1m65 và dưới 1m7 thôi, 1m65, 1m7. Tiếp tục một mẫu manto ấy, một mẫu manto rất chi là dày dặn luôn. Cúc thì nhìn rất là xịn, rất là vip luôn nha. Đây. Đó, cái cúc của nó này. Nhìn rất là xịn luôn này. Đó, tay cũng là tay cúc bấm luôn nhá. Tay cúc bấm tiện lợi có hai nước cúc. Đó, để có thể nước nới liền nới rộng. Da thì da mềm màu đen, dòng manto, dòng này sẽ là dòng trắng tròn. Đó, mặc mùa đông thì hợp lý nhất là áo này luôn. Đó, mùa đông hoặc là sáng sớm các bác hay dậy sớm là một, hai là bác có công việc hoặc là làm hoặc là việc của mình phải dậy sớm ấy. Thì mình có thể chọn những dòng manto dáng dài như này. Phong cách là của bên Hàn, mặc rất là đẹp. Thời trang, giá thì nói chung là sẽ rẻ hơn những dòng áo khác rất là nhiều. Rẻ hơn những dòng khác rất là nhiều, mà chất lượng da thì rất là vip và xịn rồi. Thực sự nhiều bác còn bảo là cái hàng này rẻ cực kỳ luôn á, hàng phải quá rẻ luôn. Bên trong thì sẽ có dây rút eo bên trong. Có dây rút eo bên trong, đặc trưng của dòng manto là sẽ có dây rút eo. Đây sau lưng này. Nguyên một tấm da to đùng luôn ơi, mà có mấy trăm ngàn thôi. Đây, cái thương hiệu của nó đây luôn nhá. Lưu ý là hàng mình nên xem kỹ trên video rồi mình hãng chốt. Thậm mất thời gian mình hỏi đi hỏi lại rồi rồi mất công mình lại đổi đi đổi lại cũng mất thời gian của hai bên. Size của em nó khoảng thì có một số 100. Giá là 450 nhá. D152, tay 60, vai 53 và lưng 80, 70-85kg. Bên trong lót vải dù, bên trong lót vải dù. Cái áo này thuộc dạng như nếu mà ban đầu nguyên bản thì chắc là có một lớp nữa. Nhưng mà người sử dụng rồi thì chắc người ta gỡ ra rồi. Nếu bác nhìn kỹ thì sẽ thấy có cái phần khóa bên trong nữa này. Đó, 450. Đây một con áo siêu chất luôn ơi. Con này siêu chất luôn nha. À, kiểu dáng của em này thì dạng vắt chéo như thế này. Đây, dòng vắt chéo như thế này. Khóa thì là sẽ là khóa bản to. À, khóa bản to, bản chất vip như thế này. À, cả phần cái phần khóa tay cũng vậy luôn nha. À, cái dao nó thì rất là ok luôn con này. À, giọng rất là vip luôn ha. À, kiểu dáng này thì kiểu dạng kiểu là dạng trúc cơ hay sao quá. À, dạng khóa như này. Form này thì sẽ là 1m65 đến 1m7 thôi. 1m65 1m7. Kiểu dáng như này thì sẽ là ôm body nhá, kiểu dáng ôm body. À, phù hợp cho bác nào mình phong cách là chất chất ý. Chất chất hoặc là có gọi là kiểu có cơ bắp vai đô mình mặc rất là ok. Đó, chất lượng khóa bản to nhé, lưu ý khóa em này thì sẽ là khóa bản to. Đây, cận chất da đằng sau này. À, cái da của em này thì rất là ok luôn, nhìn rất là rõ nhé. Giá này là 400.000 với em, 400.000. Em nhớ không lầm là hình như hôm qua có em cũng có một áo mà tương tự như áo này hay sao á, cũng gần kiểu dáng gọi là phong cách của nó gần giống nhau. Nhiều bác săn rất là nhanh luôn á, mà nhiều bác về sau là không thể săn được tại vì mình xem muộn một tí là mình không chốt được rồi. Nên là hôm nay bác nào mà mình hôm qua chưa săn được áo đấy mình có thể săn áo này nha. D159, tay 63, vai 47 và lưng 65. 60 thì 65kg nhá, 400.000. Bên trong lót vải dù. Áo này thì sẽ không có túi bên trong, không có túi bên trong. Đây, tiếp tục một mẫu là dáng kiểu sơ mi kiểu cổ cái cúc ấy, kiểu dáng sơ mi cái cúc và dáng dài, dáng to, dáng bắt nào mình người đô, người to, người có bụng bia. Đấy, bụng to hết cỡ luôn các bác, size rất là lớn nhá. Size này là size lớn, chất lượng da thì siêu mềm, mềm như bún luôn. À, hàng em này thì chắc là hàng da cừu rồi. Hàng da cừu rồi các ơi. Da nó mềm lắm, mềm cực kỳ luôn. Màu thì sẽ là màu nâu đất thôi. Màu nâu đất, dòng là dòng cái cúc. À, cái cúc của nó sẽ như thế này. À, hàng dàn hàng cái cúc của ơi, da nó mềm lắm. À, sơ mi kiểu dáng sơ mi cổ bẻ đấy thôi. Kiểu dáng sơ mi cổ bẻ và là dáng kiểu dáng dài. Dáng dài, dáng rộng. Đấy, mình mặc sẽ rộng rãi như thế này. Bên trong thì sẽ có túi nhìn rất là kiểu luôn cơ. Đấy, cái túi nhìn rất là kiểu luôn ha, nhìn đặc biệt chưa? À, có một cúc dự phòng bên trong, có một cúc dự phòng bên trong. Tay là tay suông nhá, tay suông như thế này. À, da nó mềm mại lắm, mềm mại cực kỳ luôn.
Giá em này là 485.000 thôi, tại vì size nó hơi lớn quá, size khoảng 80-90. Mà bác nào mình bụng to hoặc là người đô thì khoảng 75-80. D160, tay 60 này, vai 50 và lưng 80 nhá. À, lưng 80, áo dáng dài. À, cái hiệu của nó đây cũng này, 105. Đây một con áo phối lông và con này rất là vip luôn quá. À, một con áo siêu vip luôn nha. Đó, ở đây. À, hiệu của nó, cờ của nó đây con này, lá cờ này. Bên trong thì vẫn sẽ là full lông nhé, vẫn sẽ full lông. À, mình có thể là sắn tay lên hoặc là mình có thể là xả hết tay xuống cũng được. À, form này thì sẽ dao động khoảng 1m7 đến 1m75. 1m65 đến 1m73, 1m65 đến 1m73. Kiểu dáng này thì sẽ mặc được hai kiểu. Một là cổ cao như này và sẽ có xích ở hai bên. Đây, có phần xích ở cổ này. Đó. À, cái tiếng kêu của nó sẽ như thế này. Màu của em này thì sẽ là màu đen thôi, màu đen. À, cái chất da nó sẽ như thế này. À, các bác lưu ý là cái hàng mà phối lông bên trong là phối lông ấy, thì cái hàng da ở bên ngoài nó sẽ không phải là mềm mịn mướt như cái hàng ví dụ như hàng sơ mi hay là hàng kia đâu nhá, lưu ý đi. À, cái chất lượng da của nó sẽ như thế này. À, có viền viền lo luôn. À, vừa mặc cổ bảy vừa mặc cổ cao luôn nhá, mặc hai kiểu. Ở dưới có đai không này. À, có đai ở dưới này. À, có phần đai này. Các bác có thể là thắt vào trong hoặc là nới rộng vào trong hoặc là nới rộng ra ngoài. Dày dặn lắm, mấy cái áo này dày xịn cực kỳ luôn. Mấy cái áo này em nói thật là những shop khác bán ít nhất nó phải cả triệu đấy, bán ít nhất là cả triệu. À, nhưng mà thực sự có biết rồi, hàng bên em từ hàng vest, hàng manto rồi sơ mi đều bán cái giá hợp lý lắm, bán rất chi là khoảng hợp lý luôn, giá phải chăng. À, có sao nó vậy, hàng nói chung có sao báo vậy. À, và em cũng phải nói rõ là hàng si thì bắt buộc mình phải đánh si lại rồi. Ôi, hàng si bắt buộc mình mua về mình phải đánh si, giặt vệ sinh lại. D123, tay 60, vai 53 và lưng 66, 70-80kg, 685.000. À, con này nói chung là rất là nhiều bác săn đây. À, tiếp tục vẫn là một mẫu kiểu dáng kiểu sơ mi cái cúc cũng này. Con này là size lớn của Italy ấy, một con của Italy. À, size to quá nhá, màu vàng bò, có túi hộp hai bên. Có túi hộp hai bên, tay thì sẽ là tay suông ấy. Tay dáng suông thế này. Tay dáng suông thế này, màu vàng bò nhá. Màu vàng bò kiểu dáng cổ bẻ cài cúc. À, cái cúc của nó sẽ như thế này. À, kiểu dáng cổ bẻ cài cúc của Italy, của Italy, form trên 1m7 và dưới 1m8. 1m7 dưới 1m8 thôi. À, tùy thuộc vào nhu cầu của mình khi mặc dài, mặc ngắn, mặc rộng, mặc chật. À, đằng sau lưng có này. À, da rất là mềm mướt, không hề, nói chung là độ nhăn thì ít nhá. Nói chung là bảo không nhăn thì không phải, mà độ nhăn là ít thôi. À, một con của Italy. À, size rất là lớn quá, size khoảng 3XL đấy. Size khoảng 3XL. Vừa là thương hiệu vừa là mình da của áo luôn, bên trong lót vải dù. D163. Tay 58, vai 50 và lưng 70. 75-80kg, 485.000. Đó. Có bác nào mình thích mặc rộng để kèm thêm áo bên trong thì khoảng 70. Có cúc dự phòng. À, tiếp tục một mẫu sơ mi, cũng là màu vàng bò luôn bơi. À, tay em này thì sẽ hơi bị sờn một xíu này, chịu khó về đánh xin lại. Dòng sơ mi cổ bẻ nhé, dòng sơ mi cổ bẻ. À, 1m65, 1m65, 1m73, 1m65, 1m73. À, form rất là đẹp, tay là tay dáng suông, dòng sơ mi. Cái màu này rất là đẹp và nói chung là cũng không có nhiều luôn. À, size nó cũng thuộc dạng là size vừa. À, nên bác nào mình thấy hợp với cũng gọi là đúng chuẩn size của mình thì mình chốt nhanh nhé. À, cái phần tay thì em có báo rõ là nó hơi bị sờn nên chịu khó mình mua về mình nên đánh si hoặc là giữ nó lại một tí nhé. Rồi sau này, da rất là mềm, độ nhăn áo em này thì cũng rất là ít luôn. Đó, bên trong này, lót rất là đẹp không nhé, chỉnh chu từ bên ngoài đến bên trong luôn. Đó, con này thì giá là 585.000 thôi, giá 585.000. D157, tay 60, vai 50 và lưng 68, 70-75kg. Đấy, thương hiệu của nó thì sẽ được dập nổi như này, độ mới rất là cao đúng nhá, độ mới cao. Đó, bên trong này có kèm túi bên trong luôn, có túi bên trong.
để cho bác con áo cuối cùng. Con này thì sẽ là dạng phối lông đúng không nhá. Tay mình có thể là để xả suông ra, nhưng mà nếu mà mình xả thì tay hơi dài quá. Ví dụ như mình đi đường thì mình có thể xả nó ra, nhưng mà khi mình có thể là mình đi chơi hoặc làm gì đó thì mình nên xắn nó lên nhìn cho nó gọn gàng. Nó nói chung là nó lộ cái phần bộ lông trong như thế này, nhìn nó cũng đẹp và thời trang hơn ha. Cái áo này thì nói chung là chỉ mặc vào cái thời tiết mà thu lạnh mùa đông thôi, còn vào cái gì khác thì mặc mấy cái áo này thì không ai mặc cả, tại vì nó rất là nóng luôn nha. Tại vì nó có một gọi là bộ lông bên trong, thì thường như mình gọi là những nơi mà lạnh, xứ lạnh thì thường người ta sẽ mặc bộ lông như thế này để giữ nhiệt, giữ ấm. Size thì sẽ dao động từ khoảng 1m75, còn bác nào mà mình thích mặc ngắn hơn thì khoảng 1m78 đúng nhá. Lưu ý tùy thuộc vào cơ địa của mình, lưng mình có dài hay không, hoặc là tay mình có dài hay không, hoặc là vai mình có đô hay không. Màu em này thì sẽ là màu nâu. Cận chất da của em này thì sẽ như thế này. Đó, lông bên trong là con này, bên trong thì sẽ full lông luôn nha. Đó, kiểu phối với lại màu nâu đậm đúng nhá, phối với đây mấy cái đường viền như thế này, tạo điểm nhấn cho áo nha. Da nó mềm lắm, có nhìn mấy cái áo như vậy thì có yên tâm là da nó không hề bị cứng thô ráp đâu. Đó, mấy cái da này nó cũng mềm mại. Ở dưới thì nó cũng may kiểu thiết kế kiểu lộ cái bộ lông kiểu lông thú như thế này. Các bạn yên tâm là hàng thì sẽ là vừa da thật vừa lông thú thật luôn nha. Đó, full lông. Đấy, thực sự là mấy cái giá mà chỉ có mấy trăm ngàn thì thực sự không mua được mấy cái phần lông như thế này đâu ơi. Giá nó rẻ quá luôn á. Các bạn chỉ chơi hàng si với được mấy cái giá này thôi. Đó, có 685 ngàn, thực sự là rất nhiều bác săn luôn, tại vì giá nó rẻ quá, rẻ cực kỳ luôn. 80-90 kg, size này thì size hơi lớn quá. Bác nào mình thích mặc rộng thì khoảng 70-75. D122, tay 60, vai 54 và lưng 67. Nói chung là tùy thuộc vào mình thích mặc rộng mặc chặt thôi. Đấy, có bác nào mình người đô người to hoặc là vai mình đô mình to thì thuộc vào cơ địa của mình nha. Bên trong thì sẽ full lông. Lưu ý hàng si thì bác mua về bắt buộc là mình phải đánh si hấp dưỡng lại thì nó mới đẹp được. Còn nếu bác nào mình thực sự là kỵ tính quá thì mình nên chơi luôn hàng mới nhé. Hàng mới thì giá thì dao động khoảng 1 triệu 8 đến 2 triệu gì đó, tùy thuộc vào áo rồi như thế này kia, tùy thuộc vào cái dòng áo nữa. Còn bác nào mình đã chơi hàng si này để được những con áo hiệu hoặc là chuẩn những con hiệu như này, mình nói chung là hàng người ta sử dụng rồi quá, hàng người ta sử dụng rồi nên là không thể tránh khỏi, hoặc là những áo gọi là sờn si hoặc là bị khóa hoặc là bị cúc gì đó, nên là mình chịu khó là mình phải mua về mình phải tân trang nó lại, sờ pa nó lại không nhá. Đó, và nói chung là hàng bên em thì sẽ bao ship và sẽ nhận cọc. Nếu bác nào mình thấy ok, hợp lý thì mình cọc tiền lại với em nha. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau.